Wheel of Time phải nói là một trong những series mà Bắp rất mong chờ kể từ khi nghe tin Amazon Prime quyết định chuyển thể thành phim truyền hình. Thế nhưng sau những tập đầu tiên cũng khá thu hút thì càng về sau, cốt truyện bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo của nguyên tác và Bắp không còn hứng thú để theo dõi tiếp nữa. Một phần là vì màu phim quá lòe loẹt, cá nhân Bắp vẫn thích những bộ phim fantasy có tông màu gì đó mang chút huyền ảo sử thi một chút hơn. Dàn diễn viên thì trừ cô Rosamund Pike ra thì còn lại là quá non trẻ và diễn xuất gượng gạo cũng khiến Bắp phải bỏ ngang. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố fantasy màu mỡ và thế giới quá rộng lớn của Wheel of Time để giữ chân rất nhiều những fan của thể loại giả tưởng. Và mọi người đã yêu cầu Bắp làm một video để giải thích những gì đã xảy ra trong Wheel of Time vì những bạn chưa đọc truyện hoặc tìm hiểu trước khó có thể nắm bắt trọn vẹn. Nên video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và cắt nghĩa một số chi tiết hay và cốt lõi để hiểu rõ hơn về phim cũng như đón chờ mùa 2 nhé. Nhưng trước hết mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh cho Bắp nha. Wheel of Time là một tác phẩm tiểu thuyết đồ sộ của nhà văn Robert Jordan với 14 quyển chính và một quyển ngoại truyện. Đáng tiếc là tiểu thuyết của ông vẫn chưa được biên dịch sang tiếng Việt nên để được đọc và hiểu về thế giới của Wheel of Time vẫn còn khá khó khăn với nhiều bạn đọc ở Việt Nam. Bản thân Bắp cũng chỉ tìm được bản dịch nào trên mạng thì đọc bản đó thôi và đọc thêm bản tiếng Anh ở fandom Wheel of Time mà thôi. Nên video phân tích ngày hôm nay Bắp sẽ không đi sâu mà chỉ giải thích những gì cơ bản nhất và dễ hiểu nhất cho mọi người cùng nắm. Ngoài ra phần tóm tắt câu chuyện chính Bắp đã làm trong một video phân tích trước, mọi người hãy vào kênh Bắp Story tìm và xem lại nhé. Giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đi vào video chính của ngày hôm nay thôi. The Children of the Light, White Cloak. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ có một tổ chức tự xưng mình là The Light, khoác trên mình bộ y phục màu trắng và chuyên đi săn lùng các Aes Sedai chứ. Vâng, tổ chức này có tên chính thức là The Children of the Light, những đứa con của thần sáng. The Children of the Light còn được gọi là White Cloak, sở dĩ bộ y phục màu trắng khoác bên người của họ, nhằm thể hiện sự thanh khiết, không hề bị vẩn đục bởi thế giới bên ngoài. Cơ quan đầu não của The Light nằm ở Forest of the Light tại thành phố Amador. Mục đích chính của tổ chức này chính là tìm ra các mầm mống của Dark Friend và tiêu diệt nó tận gốc. Lúc đầu, The Light và các Aes Sedai sống rất hòa hợp và cùng nhau chống lại Dark One cùng bè lũ của hắn. Nhưng kể từ sau sự kiện Breaking of the World, còn gọi là Time of Madness, lúc này các Aes Sedai Nam đã sử dụng One Power phá hủy gần như toàn bộ thế giới. The Light bắt đầu cho rằng bất cứ ai sở hữu One Power đều là mầm mống của Dark Friend và phải bị tiêu diệt, cả nam lẫn nữ. Và đó là lý do chúng ta thấy các Aes Sedai đã bị săn lùng và giết chóc như thế nào ở trên phim. Thứ hai, Lil Therin Talamon là ai? Lil Therin Talamon được xem là Dragon Reborn cuối cùng trong vòng luân hồi của bánh xe. Câu chuyện hồi tưởng trên phim cũng đã bám khá sát với nguyên tác. Đó là Lil Therin đã quá tự mãn vào sức mạnh One Power của bản thân nên ông đã cùng với hàng trăm những người nam có khả năng sử dụng One Power được gọi là Shading để đi phong ấn Dark One mà không cần có sự giúp sức của những One Power dòng nữ là Shatra. Vì sự tự tin thái quá này mà Lil Therin đã phải trả giá. Như các bạn đã biết, One Power là sự kết nối vừa đồng thuận vừa mâu thuẫn bởi dòng Shadin và dòng Shada, và khi điều đó xảy ra, quyền năng của nó sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh. Mặc dù lực lượng nam của Lil Therin đã phong ấn được Dark One bằng Q1 Chiller, vật này là gì thì tí Bắp sẽ giải thích sau, nhưng Dark One đã dùng quyền năng của mình chạm vào được One Power dòng Shadin và khiến nó bị vấy bẩn. Những người đi cùng với Lil Therin đều ngay lập tức bị loạn trí và trở nên điên điên khùng khùng. Và cả Lil Therin cũng không tránh khỏi. Đến nỗi khi ông trở về nhà từ cuộc chiến, ông đã giết chết toàn bộ gia đình mình. Và từ đó người ta gọi ông là Lil Therin Kingslayer, kẻ giết người thân. Về sau, tất cả những người nam có quyền năng One Power không chống thì chạy đều trở nên điên loạn và bị chi phối bởi nó. Do đó, Moran Demograd từng nói rằng One Power chỉ có thể an toàn khi phụ nữ sử dụng nó mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra với Dark One? The Eye of the World là tựa đề tập cuối mùa 1 và là tựa đề quyển đầu tiên trong bộ tiểu thuyết Wheel of Time. Trong tiểu thuyết, The Eye of the World là một chiếc hồ hình bầu dục do con người làm ra nằm bên trên ngọn đồi Blight. Nó được tạo ra bởi 100 nam và nữ Aes Sedai sau khi Dark One tiêm nhiễm vào Shading. Họ đã làm việc cùng nhau bằng cách sử dụng cả Shatra và Shading vẫn còn tinh khiết hoặc đã được tẩy rửa nhằm kết dính lại phong ấn nơi giam giữ Dark One.
Quay trở lại với Dark One, sau khi Moran và Ren bước vào The Eye of the World, cô mong rằng Ren có thể giúp phong ấn Dark One một lần nữa, nhưng cô đã nhầm. Dark One quá mạnh và đã nhanh chóng thao túng tâm trí của Ren. Thế nhưng cậu đã chứng minh khả năng của mình là một Dragon Reborn và nhanh chóng phản công lại Dark One. Moran tin rằng đây là cuộc chiến cuối cùng với Dark One, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Dark One giờ đây đã biết được Dragon Reborn thật sự là ai trong 5 người, và mọi thứ chỉ là khởi đầu mà thôi. Viên đá phong ấn Qwen Driller là gì? Trong bánh xe thời gian, Qwen Driller còn được gọi là đá trái tim, là một khoáng chất hiếm được các pháp sư rèn trong vòng luân hồi cuối cùng của lịch sử. Nó gần như không thể bị phá hủy, nó hấp thụ bất kỳ nguồn năng lượng nào cố gắng phá vỡ nó. Và các phong ấn của nhà tù giam giữ Dark One được làm bằng Qwen Driller để kiềm hãm quyền năng của hắn ta. Nhưng Qwen Driller thật sự vẫn có thể bị phá hủy bởi True Power, một dạng quyền năng tương tự như One Power nhưng khó kiểm soát và đen tối hơn. Chi tiết cuối cùng, đế chế Sontran, những kẻ phản diện mới. Những cảnh cuối trong mùa 1 của Wheel of Time tiết lộ cho chúng ta một thế lực mới vô cùng đáng gờm, đế chế Sontran. Trong tiểu thuyết, Sontran Empire đã thành lập được 1.000 năm sau khi cuộc chiến Charlotte Wars kết thúc và nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Các Sontran đã thành công xóa sổ tất cả Shadow Pole trên toàn bộ lục địa của họ và họ đã xem One Power như một công cụ cần được sử dụng và phát huy. Vì thế họ đã sử dụng vòng cổ làm từ Qwen Driller để điều khiển những người có khả năng sử dụng One Power, biến họ thành những con rối dưới bàn tay của mình. Rõ ràng sự xuất hiện của Sontran Empire đã đem đến một làn gió mới cho phim, khiến câu chuyện trở nên kịch tính và gay cấn hơn. Và Bob rất hy vọng trong mùa 2, câu chuyện độc tài và mang tính hủy diệt lớn đối với tuyến phản diện này sẽ được giữ đúng và đầy đủ như trong tiểu thuyết, chứ đừng biến tấu tùm lum tà la rồi phao lò như mùa 1 nữa nha. Vậy là Bob đã đưa ra và phân tích những chi tiết quan trọng nhất trong Wheel of Time mùa 1. Rõ ràng thế giới của Wheel of Time vô cùng rộng lớn với hệ thống nhân vật, các chủng loài đồ sộ mà rất khó để Bob giải thích đầy đủ trong một video ngắn ngủi như thế này được. Nên rất mong mọi người thông cảm và hy vọng nếu có thời gian thì Bob sẽ làm thêm một số video bên lề để nói kỹ hơn về những trận đánh, câu chuyện lịch sử trong Wheel of Time nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trước khi chuyển kênh nhớ like, share và đăng ký kênh cho Bob nha. Xin chào và hẹn gặp lại.